Chán đi câu rồi, đi Quang Chài anh em. Đây là hai anh em chưa Quang Chài bây giờ nhá, đang học. Còn mẹ đã đeo biết quang còn mua cái to đánh họ. Đéo phải sao ấy, thì anh thấy chúng nó cầm nào không cầm này đúng rồi. Nói là... dồn hết chì lên tay rồi mà. Một lửa sao thế này, một lửa này xong ở đấy ra. Ở đấy thấy chúng nó vắt lên như thế này. Ai vắt ngược lên cho đây. Ôi, nó vắt ngược lên cho đây mình cầm. Nó có ấy đéo đâu, mạng yếu không chạy được. Ném mẹ hồ thì vừa xong ném. Đấy, chắc là như thế. Cầm văng ha, văng tròn đẹp. Ngon. Nó dìu dài. Không biết lém chải, mua luôn cái chải quăng cho máu. Ôi em đứng ở đấy cẩn thận ném xong phi mẹ cả người xuống đấy. Anh không biết, Quang Chài anh cũng chưa thử bao giờ. À, sao lại ngậm cái kia mồm nhớ này, ném tung mẹ cả răng ra làm nào. Anh cho biết thử bừa thì điêu. Ôi đấy thì đã mà đấy kéo từ từ thôi, đấy là được rồi, nhưng mà mỗi tội nó méo thôi, nó đang chưa tròn. Em đứng xích lên trên con lúc ném ra nó văng bằng vâng dây dạng được sao. Rũ ấy chỉ mắc cá ở trên nó ném ra một phát nó rũ để cá nó xuống dưới. Sắp được chưa được. Ở đây kiểu đó là sẽ có rô phi mới chê nhỉ. Đấy, cá cuội. Anh em đang đi học ném chài đấy nhá. Không phải ném thật đâu. Đây để lúc nào đi câu lục bỏ ấm thì dành dành chủ hồ nó có vụt cho phát. Đấy, cá rô đồng quẫy kìa. Bây giờ em chưa ấy quen, lúc quen này ném được, ném chục phát là được ngay. Cẩn thận phi xuống hồ nhá. nó vẫn nó không được tròn, nó ném chúng nó ném kiểu đéo gì nó tròn. Nó ném tròn ra thì nó phải to tướng.
chưa thấy cá mú này. Hai anh em đang quăng chài, không biết quăng thì may gặp ông anh này. Ông ấy hướng dẫn rồi lại đúng ông này, ông ấy thần quăng chài. Hai anh em may quá, gặp ngay gặp thầy gặp thợ. Cái này nếu mà người biết thì rất chi là dễ thôi, nhưng mà anh em tôi chưa biết cái gì về chài, rất khó. Thành ra lại khó, rất khó. Lẽ nó cứ nguyên si như nào nó như thế. Đây gặp được ông bác này ở Hòa Bình đang hướng dẫn anh em ném chài này. Anh em nhìn tay nghề chuẩn không? Vuốt 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 phát được luôn này. Cái này ném phát giữa hồ lên hai con chấm mỗi con 10 cân đi về luôn. Dối à? Rũ rũ mấy cái. Mười hai giờ trưa cơm chưa nấu, hai thằng vò ra đây đi quăng chài. Cẩn thận ngã xuống hồ. Hồ ấy. Đứng ở đây xem gì. Nhìn quăng tay nó rất mềm. Đấy, qua rồi, đẹp chưa? Đấy, nhưng mà như này là đẹp rồi. Con mèo bị ra xa, mày nó đấy quá. Khó đứng đúng không? Khó đứng. Ôi, chiều đóng cái cầu tre từ đây ra đến gần giữa xong rồi đèn ném. Ô, mắc cái gì rồi, cọc cái rồi. Cái rất giật giật ra hết. Chắc bê tông thôi, mình bê tông rồi. Ô, cọc. Chỗ này chắc là đá đổ lên này, Đổ gạch đất nó này thò đầu cho lên. nó cứng. Thế luôn vậy, ra góc kia quăng đéo được. Nó quăng, quăng góc lại thì được. Mình đã được quăng. Anh cứ giật 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 thì rách rách thì thôi. Sợ gì. Chỗ này gọi là đoạn này không cái này nó sâu anh bình thường sâu ở giữa sâu cái này nó không có tư thế đứng ở dưới đứng ở dưới đứng thoải mái đứng ở dưới mắc này.